Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xuân Siêu Xe. Hiện tại mình đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chiếc xe màu trắng với dòng chữ UN ở bên hông thì chắc mọi người đoán được xe của ai đúng không ạ? Đó chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legion. Hôm nay thì ông cầm lái chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Spider độc nhất Việt Nam. Đây cũng là lần thứ hai mình bắt gặp ông Vũ cầm lái một chiếc siêu xe từ Lamborghini. Trước đó cũng là một chiếc Gallardo nhưng thuộc phiên bản hiệu năng cao LP570-4 Spider Performante. Ngoài hai chiếc Gallardo, gara của ông còn có sự xuất hiện của một chiếc Urus. Xe được nhập về nước bởi anh Liêm vào tháng 3 năm 2016. Chỉ một tháng sau, siêu bò được ông Vũ mua lại, vận chuyển lên Đắk Lắk và chỉ xuất hiện hai lần khi được trưng bày tại Bảo tàng Thế giới Cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột. Chính vì thế, đây là lần đầu tiên ông Vũ cầm lái chiếc Gallardo này tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ mâm là loại 5 chấu kép dạng xoáy, cắt vát dạng kim cương và có tên gọi Apollo. Kết hợp với bộ mâm này là cùm phanh màu đen. Ra mắt lần đầu tại Los Angeles Auto Show 2008, đây là phiên bản facelift của mẫu Gallardo Spider, vốn đã được ra mắt từ năm 2006. Những điểm khác biệt có thể kể đến như cản trước và sau được thiết kế lại, ống xả kép thay vì ống xả đơn, đèn pha và đèn hậu hoàn toàn mới. Cá nhân mình thấy, em này mới được trang bị thêm cánh gió như phiên bản hiệu suất cao LP570-4 Spider Performante là hoàn hảo. Xe được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 560 mã lực và 540 Nm moment xoắn. Hộp số có 6 cấp với 2 tùy chọn, bao gồm số sàn và số tự động e-gear. Chiếc của ông Vũ được trang bị hộp số tự động. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh, Gallardo LP560-4 Spider mất khoảng 3,7 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Hiện nay dòng Gallardo đã bị khai tử, nhường chỗ cho Huracan với thiết kế mạnh mẽ hơn. Đây từng là mẫu siêu xe bán chạy nhất của Lamborghini với doanh số hơn 14.000 chiếc trước khi bị Huracan xoán ngôi vào năm 2019. Tuy nhiên hiện nay, Urus đang là mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube để đón xem những video mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tới.
Thank you.
dạng chia là 8 máy. Đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây. Không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide. All black và logo Gia Lai. Players, OG. Monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci. Gói nằm là Versace. Bên ngoài là